Dạ, mình kính chào quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn nha. Lời nói đầu tiên mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị cùng tất cả các bạn xem xa gần kính mến nha. Chúc cả nhà luôn vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt và gặt hái thành công nha cả nhà. Hôm nay mình mừng quá cả nhà ơi. Cái chuyến mía trước á, là mình cân được 1.400 nha cả nhà. Hôm nay mía được 1.600 nha cả nhà. Mình mừng quá. Đây, hôm nay là mình lên tới clip luôn cả nhà. Đây là đốn, chị em ta đốn, ta lấy những cây mía ngay nè cả nhà. Đó. Còn những cây mía cong gì nè cả nhà. Nè, mía cong này để mình ra đường nha cả nhà. Đây mình sẽ tiến tới các cô đốn phía trước nha. Còn phía bên đối diện phía bên đây là bà con người ta nuôi tôm nha cả nhà. Người ta nuôi tôm. Bên đó là người ta nuôi tôm hết nha cả nhà. Nuôi tôm rồi người ta sang dừa. Còn cái hướng mình đó nha cả nhà là toàn là dừa không nha cả nhà. Là kế mình mấy mảnh liền luôn là dừa không luôn, họ trồng dừa hết. Ở đây chỉ có vuông tôm và mía của mình, còn ngược hướng phía sau, phía bên cạnh kế mình là đổ về hướng Bình Thuận á, là mới mía nhiều, còn cạnh trên này trái cây, rồi vườn tạp và ao tôm, vuông tôm nha cả nhà. Mời các bạn xem giải trí nha cả nhà. Rồi mình trở về với lại vườn mía của mình nha cả nhà. Đây. Đúng lấy đọc cái đẹp gì nha cả nhà. Là cái bó mía đọc cái đẹp không? Lấy cái này được một ít đặt rồi lấy được một chuyến rồi nha cả nhà. Giờ mình tiếp tục lấy thêm một chuyến nữa. Mía chắc cũng đang hút hay sao á. Hôm trước thì mình bán được giá 1.400 nha mọi người. Hôm nay thì được 1.600 rồi, lên được 2 like nữa. Có nghĩa là một tấn lên được 200 ngàn nữa nha mọi người. Đây là một cái clip bên đó là mình chưa gới cái nào nha cả nhà, mình chưa đốn nha. Đây cách một đìa và qua đây là đang đốn. Hôm nay tháng này thời tiết mưa thì phải rồi cả nhà ơi. Hôm nào cũng gặp bầu trời nhiều mây phối rất là nhiều màu nha. Để mời cả nhà đi đến xem các chị em phía trước bà con họ đốn nha mọi người. Đây là chiếc xuồng mũ quen thuộc để đưa rước công làm. Đồ ăn thức uống gì. Hôm nay lái họ kêu chặt thêm số tấn nữa cả nhà, nên dân công giờ thiếu rồi, có ít người đốn thì không đủ xe cho lái nó lấy, buộc phải kêu người bạn này tiếp nè. Bạn này bạn thân lắm nha cả nhà, dọn đồ dễ ở chung luôn này. Tiếp thì khúc chảnh thì chị em đang đốn phía chảnh, còn đây nhỏ bạn thân nè đang đốn đây nè. Máy thợ điện vô nhà hả? Sao nói điện vô nhà? Máy đi mua đó. Mua mấy nạp của cái nhà đây chứ.
nạp rồi mới lại nhà bà ấy mua, mới đi ra đây nó mượn cái nạp, nó ở nhà đâu có mấy, đâu có tiền. Con mày kêu con Mai đó tiếp chuyện bữa bữa thôi, nó nói để em kêu thằng Tâm cho, nó đúng cũng được, mà em lục cái mấy nhà. Hỏi ông mía trúng qua bệnh luôn hay gì ông? Ông cười gì? Cái mía này đốt mấy hồi đâu. Dạ. Không mà đốt có mía chứ bộ. Đây đựng lên trước. Khẻ con cá dục mẹ cha thì nào thấy vừa bó. Không có mà đếm. Mà con bó 15-16 cây thôi. Mày bự nha. Thôi mấy ký quá. 13 cây, 14 cây, có bự nhỏ thì 12. Rồi để mình đổi lại cái hướng trên này coi cái cô này được bao nhiêu nữa nha cả nhà. Ra clip này thấy cũng vui, đi ra gãy này thấy cũng vui cả nhà. Bữa nay hút quá à. Cả nhà nghe cái cô cái thím ấy nói nghe cũng vui tai nha. Đây cũng mới có này đẹp quá, bánh cành không gầm quá, rồi trời gầm quá trời chuyển mưa đó cả nhà, thì các cô ấy đốn trả mình lên này là sợ. Tập trung lại. Hôm nay xe nó hói quá à, nó lấy số lượng nhiều quá cả nhà, bị mía hút quá, rồi xe nó cần thêm số lượng nhiều, bởi vì hồi nãy mình có nói hút quá rồi, cho nhỏ bạn nó đốn tiếp luôn, nhỏ bạn này bạn thân lắm nha mọi người, thân đến nỗi mà nó dọn đồ giả ở chung luôn rồi đó, đốn tiếp nữa cả nhà, rồi mía giờ đang hút rồi. Lên được hai like nữa nha cả nhà. Hiện tại là mía nước mình bán là 1.600 nha cả nhà, tại địa phương của mình là huyện U Minh Thượng nha. Đây, cả nhà thấy không cả nhà, mía đẹp lắm nha cả nhà. Thì còn vừa lại là những cây xấu nha cả nhà, cây sâu rồi cây mía cong rồi đó, để mình gông lại mình bán mía đường để cho lò nó ép ra làm đường nha mọi người. Rồi mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị xem vui giải trí. Wow, trời chỉ mưa rồi cả nhà ơi. Cả nhà biết cái đằng mình dòm cái đó cái gì không cả nhà? Đó là cái nhà thờ nha cả nhà, nhà thờ mới xây gần hoàn thiện rồi nha cả nhà. Có cái thánh giá bên trên đó, có thánh giá đó. Xa lắm nha cả nhà, đây lại tới đó có khoảng 500m á, mà tại mình vô máy cho cả nhà xem nha. Wow, xa lắm, có 500m á, đây mình dòm nhỏ ra cho cả nhà xem. Đó, là ở cái cạnh đó nha cả nhà. Ồ, nhà thấy không? Là đang bông lưới lại để xây nha cả nhà. Cũng gần hoàn thiện rồi. Ra cái nhà thờ đó cả nhà, cách mình cỡ 500m nha. Wow. Đồng cỏ xanh tươi, ruộng vườn vuông tôm mát mẻ, bầu không khí rất là trong lành nha cả nhà. Mình quá gầm rồi cả nhà. Cả nhà nghe có tiếng gầm không ạ?
Đây mình lít mía mình gặp cái vuông tôm nè cả nhà, rất là thoải mái, mát mẻ, bầu không khí rất là trong lành, nên mình làm mình cảm thấy nó khỏe nó ha mọi người. Mình cũng đang hỗ trợ để làm tiếp nhỏ bạn của mình nha mọi người. Với đồng phục không có đồ nữa, lấy đồ của nhỏ bạn bạn luôn. Nhỏ bạn này thân lắm nha mọi người. Dọn đồ vậy nó ở chung với mình lâu rồi. Rồi mình xin gửi lời chúc đến quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn xem xa gần kính mến, chúc cả nhà luôn vui khỏe hạnh phúc và gặt hái thành công nha cả nhà. Thì mình nghỉ tay mình uống nước rồi sẵn mình làm clip nhỏ nhỏ để gửi đến quý cô chú anh chị xem giải trí để hiểu ruộng mía như thế nào nha mọi người. Rồi mình hẹn gặp lại các bạn vào video mới của mình nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.